Yêu cầu bày dịch trời, từ lớn tới nhỏ, từ đen tới trắng, từ mập tới ốm, ra khỏi ổ, ra khỏi ổ. Tôi đã sống qua bao ngày khó, tôi đã sống qua bao ngày buồn, nhưng quanh tôi vẫn có tiếng cười hồn nhiên. Ở nơi đó tôi luôn thầm nhớ mẹ cha dắt tôi qua từng nẻo đường, trong vòng tay ấm êm của tình yêu thương. Và như thế tôi đã khôn lớn, cùng năm tháng giúp tôi bước đi, một mai sớm sẽ nhắc tôi nhớ mái nhà xưa là nơi khiến tôi muốn quay về. Và đôi lúc tôi nhớ ngày thơ bé, mẹ cha vẫn cùng tôi nắm tay, cùng đùa vui ở nơi quê nghèo, ngày hôn nhiên trẻ thơ với bao nụ cười. Và như thế tôi cứ ca hát, cùng năm tháng rồi tôi bước đi, một mai sớm sẽ nhắc tôi nhớ mái nhà xưa là nơi khiến tôi muốn quay. Còn nói không được là không được. Thiệt á. Không thấy không có ổn, không có được. Mà tụi nó có liên quan gì đâu. Chuyện nào ra chuyện đó cho con. Trời ơi, má ơi, dòm cái mặt giống thằng cha nó thấy ghét. Khó ưa. Ừ. Má thấy thằng thiệt á, có để bụng ghét tàn chi cho nó mệt vậy con. Ông bà khuyên á, quá thù thành bạn mà con. Không, con nói không là không. Ơi, chuyện gì? Đứng lại. Cái gì vậy? Tự nhiên thấy ba cái muốn bỏ chạy là sao? Nhà này ngộ lắm nha. Có mấy đứa con gái mà đứa nào nó gặp con cũng giống như gặp cọp hết á má. Muốn nghe đường đường chính chính vô đây nghe nha, không không có rình mò như vậy. Vô đây ba biểu con á, con cũng vậy nữa nha. Con. Lên kêu mấy chị con xuống ăn cơm, mau lên. Dạ, đi con, đi đi. Ủa cái gì vậy? Con đang muốn nói chuyện với đó mà má. Tụi nó xuống ăn cơm chứ có gì đâu con, trễ rồi. Nè, trễ cái gì? Mấy cái đứa này á, lần nào á dọn cơm cũng để bà nội dọn hết trơn á, dọn xong rồi không chịu xuống ăn thì đều muốn thỉnh nó mới xuống. Trời ơi. Con gái còn đứa con... gì đâu. Vậy má đó, má cứ bình nói tới tụi nó cái má bình. Xuống nói với ổng á, tao không ăn uống gì hết. Trời ơi, hôm nay ăn cái gì mà gan vậy? Dám nói ba là ổng luôn ngon ha. Mày xuống mày nói với ổng, ổng mà không cho tao quen anh đấy á thì tao tiệt thật luôn. Cái gì? Nó dám nói như vậy đó hả? Còn với cái dám ra điều kiện với ba mình nha, đòi tuyệt thực chứ gì? Được, muốn chết đói hả? Chết đói, bà trò nó chết đói. Tất cả nghe đây, kể từ giờ phút này chưa có lệnh của ba thì tụi con không có đứa nào được phép tiếp tế lương thực cho con thỏ. Nghe chưa? Dạ rõ. Lệnh ban hành rồi, mà ai làm trái lại á thì hậu quả sẽ khôn lường lắm đó. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Ngay cả bé Thọ nữa, con mà không nghe lời ông ngoại á là con đừng có trách tại sao ông ngoại không còn thương con nữa, nghe chưa? Kể từ giờ phút này chưa có lệnh của ba thì tụi con không có đứa nào được phép tiếp tế lương thực cho con thỏ. Nghe chưa? Dạ rõ. Lệnh ban hành rồi, mà ai làm trái lại á thì hậu quả sẽ khôn lường lắm đó. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Ngay cả bé Thọ nữa, con mà không nghe lời ông ngoại á là con đừng có trách tại sao ông ngoại không còn thương con nữa, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ba, con thấy chuyện này hình như ba hơi khắt khe phải không ba? Con nghĩ chắc là ba nên thoải mái một chút, tại chuyện tình cảm á mà ngăn cấm nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện không hay. Cấm không? Hả? Nó quen ai cũng được đó, mà nó quen với cái thằng đó là không được. Trừ khi nào nó không còn là con của ba thôi. Nghe chưa?
Mấy cái trứng này nè, không có khôn hơn con vịt đực này đâu. Trứng mà mày đặt khôn hơn vịt hả? Ăn cơm đi. Ăn nhiều vô. Không được tiếp tế lương thực cho con thỏ. Có bao nhiêu, ăn hết đi. Ăn đi. Ăn nhanh lên. Má ăn cơm rồi má. Đói quá. Tính mình bỏ đói mình hả ta? Đau dạ dày chắc chết quá. Con ăn nhanh lên con. Nè nhanh lên. Nè còn xuống mau mau mau. Nè con không ăn đâu. Trời ơi ba mày thế là cái chuyện lớn rồi nha. Nó cấm nó không cho ai đem đồ ăn vô mình cho con đâu. Nè ăn đi. Nè. Nghi lắm mà. Thấy má đi lên đây lén la lén lút là con nghi lắm mà. Làm gì má? Má cứ để cho nó vậy đi. Nó dám tuyên bố thì coi coi nó lì tới cỡ nào. Ba đem ra ngoài đi. Con không ăn đâu. Ngon quá ha. Con hả? Ngon. Con có được khẩu với ba nha. Hả? Hả? Làm nư hả? Làm nư hả? Để ra cho con. Làm nư cho mày đói luôn. Gì? Này gì? Đâu? Đi ra đi đâu? Nói này cho nghe. Đi đâu? Thôi. Cái gì? Trời ơi, tụi nó mệt cho nên nó sẵn vậy thôi. Sẵn gì? Ra đây tính tiền vốn còn sáng mà mua nhiêu. Đi. Đẩy ra ban công làm gì vậy trời? Đây. Ơi là trời, má cứ vậy hoài. Cấm mà. Càng cấm, càng làm tới luôn. Chơi luôn. Chơi khô máu luôn. Anh Mạnh hả? Em Thọ nè. Anh có bận gì không? Nó đâu rồi hả? Nó về dạ, chưa? Dạ ba dạ. Hả? Dạ chưa. Con Thọ chưa về nữa hả? Dạ chưa. Thiệt tình chứ. Trời ơi. Vô đây. Ba. Đi đâu về hả? Con đi hẹn hò với cái thằng đó nữa phải không? Thôi dạ không có. Con đi công việc của con. Con thề với ba luôn á. Con thề á. Con này biết thề á. Mày quá lắm rồi nha. Mày không coi lời của tao ba, ra quá ngôn nào trời. Mày không coi lời tao ra gì hết trơn. Cái gì hả? Mày buông ra hả? Con không có. Không có hả? Dạ. Còn chối nữa hả? Dạ. Trời. Không có ba. Con làm chứng. Dạ. Chứng cái gì mà làm chứng? Con ở nhà mà con biết cái gì mà làm chứng? Ba. Ba. Dưới nhà có khách. 20 tô 4 lần ba. Cái gì? 20 tô 4 luôn hả? Dạ 20. Xuống lẹ ba. Trời ơi không có 20 tô 4 là mày chết với tao nha. Mày đợi đi. Ha, tao bắn đúng xong rồi tao lên nha. Hay quá. Lần này ba ăn ghen hùm hả? Ba đã dặn gì rồi còn dám đi nữa. Lần này tôi cố rồi, lần sau tôi không có cố đâu nha chưa. Biết rồi. Thôi xuống phụ ba, ở đó mà lo liệu đi. Sao ba không ra ngoài đi, làm gì ba nhìn tôi chằm chằm vậy? Thank you.
ngon không con? Con, con gái Phúc. Trời, rượu. Rượu ngon không? Sao ba không nhắc con? Ba đợi con uống rồi ba mới kêu. Trời đất ơi. Ui. Nhà này bị điên hết rồi hay gì á? Trời ơi trời. Trời, riết rồi bà vô phòng bà biết cửa gõ cửa luôn hả? Ồ, chị xin lỗi nha. Nè, kể chị nghe về cái anh nhà em đang quen đi. Chị tò mò về em rể của chị hả? Trời thương chị quá à. Chị biết sao không? Anh chàng của em quen á, đó là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, phong độ, có xe hơi. Chị có nguyên của tiệm điện máy đấy chị. Nhưng mà anh chàng nó tên gì? Nhà ở đâu? Anh tên Mạnh. Nhà ảnh hả? Bán nguyên một tiệm điện máy luôn, lớn lắm chị. Cái gì? Mạnh hả? Trần Tuấn Mạnh. Không được. Trời, chị bị sao vậy? Trời ơi, ba nói đúng rồi, em không có được quyền quen thằng cha đó. Trời, bữa nay chị uống lộn thuốc hả? Hôm bữa chị ủng hộ em, sao bữa nay lại về phe ba? Nói chung là bây giờ là chị nói là không được, là không được, tóm lại là không được. Nhưng mà tại sao là không được, chị nói em nghe thử. Không có lý do lý trấu gì hết, nhưng mà nói chung không được, không được. Mệt chị quá, chị uống rượu phải không? Hôi quá à. Không có, nè, em phải nghe chị. Thôi đi ra đi, đi ra đi. Trời ơi. Sao rồi? Đó. Có bao giờ con suy nghĩ tới chuyện mà cưới vợ rồi sinh con đẻ cháu để cho có gì là ba bồng ngẫm không? Hả? Tối ngày cứ lo chơi bời hoài là sao vậy? Trời, ba ơi, chơi bời đâu mà chơi bời. Con đang thực thi cái chính sách của ba là cưa đổ tất cả những cái gì đẹp nhất trên đời này. Con 30 tuổi rồi đó, không có còn nhỏ đâu, tối ngày cứ cà rỡn hoài. 30 tuổi là bao nhiêu ba? Bây giờ con ra đường nó thiệt, ba gái theo con nườm nượp, nượp y chang ba hồi xưa. Nói con này là ba chịu á. Cái hồi ba còn trẻ cũng dữ dội như con, cái không có suy nghĩ gì hết trơn á. Trời, thì đó con biết mà. Rồi bởi vậy mới nói bây giờ, nhưng mà tới chừng mà cái độ tuổi đó bắt buộc mình phải chững chạc lại ha. Dạ. Bây giờ nè, con nhắc ba nhắc lại với con, bây giờ con có muốn cho ba chỉ cho con vài chiêu để mà cưa đổ người ta không? Xưa rồi ba ơi, con nói thiệt, mấy cái chiêu của ba con xài hết rồi. Chẳng những con xài hết mà con còn sáng tác những cái chiêu mới hay lắm, bữa nào con chỉ cho ba cua mấy bà. Con là chảnh đó con ơi. Nhưng mà không sao, con giúp cha là nhà có phúc đó. Bởi vậy đó ba có... Ê, hình như là có ai kiếm ngoài cửa đó nè. Đừng có nói với ba là gái kiếm con nha. Cũng có thể nhà tới đây bóng chuồng chỉ có gái thôi, một kiếm con, hai kiếm ba. Thôi đi ra ngoài mở cửa rồi hai kiếm mình. Dạ thiệt tình. Vô nhà đi em. Dạ con chào bác. Bác chào con. Dạ. Ngoài được con có chút quà gửi bác ạ. Trời đất ơi, tới chơi là được rồi, bà đặt có quà cáp làm gì? Dạ, bác nhận con vui. Lần sau đừng có vậy nghe chưa? Dạ. Khách sáo quá bà. Khách sáo quá trời quá đất à. Con là người yêu mới của ông Mạnh đó à. Bà. Ý bà của anh nói là em là bạn mới của anh phải không? Ba anh hay giỡn gì lắm. Trong nhà hai cho con, nghĩ nhà hoài vui lắm. Dạ. Thì bữa mà ông cũng vậy, cũng có cái cô đó là... Bạn trai của nó tới là bác hỏi thăm gì đó. Được ha, được ha. Cho bác hỏi thăm nè. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con. Con làm việc ở đâu? Nhà con ở đâu? Ba má con khỏe không? Ông bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Ông nội bà nội còn sống hay là chết? Chắc bác nghĩ là cỡ này là ông nội bà nội chắc chết rồi ha. Ba. Đây là hàng của con, hỏi từ từ thôi. Hỏi quá ha. Để ta trả lời. Ba này vui, vui lắm. Vui. Tính ba vui tính mà. Vui. Đó ba hỏi rồi đó, trả nói ba biết đi. Con năm nay 21 tuổi. Dạ, con làm bên kinh doanh mỹ phẩm của Mỹ. Dạ, lương cũng kha khá.
Ủa, mấy cái này như em chưa nói cho anh biết phải không? Do anh chưa hỏi em nên em chưa kịp nói. À, anh thiếu sót quá. Sorry em. Con thiếu sót bà. Thiếu sót là phải dạ. Tự nhận lỗi thiếu dạ, sót dạ. Đó. Mà công nhận ba má cũng có phước nha. Con trẻ nè, đẹp nè ha, vừa học giỏi vừa có tài. Ba má quá là có phước. Rồi, bác cứ tính hỏi là thôi ba. Được rồi, hỏi như đó đủ rồi ba. Bây giờ ba vô ba nghỉ ngơi để con tiếp bạn con nữa. Bác đi cảm thấy làm cũng nhân nó dư thừa. Dạ. À, ngồi chơi ha. Dạ. Sách vô. À thì có gì dạ, được ba. Đó. Được rồi mà, được rồi. Vô. Ăn dưa hấu nha em. Dạ. Uống nước đi cho nó thấm giọng. Dạ. Ôi trời ơi, có sao không phỏng rồi kìa thấy chưa? Thì uống từ từ thôi. Em không sao. Làm anh lo quá. Không sao đâu em, còn nguyên dĩa là cứ thông thả mà ăn không sao hết. Phòng của tôi sao? Mới đi đâu về đó? Tôi đâu là chuyện của tôi. Bà tính làm công an sao bà hỏi hoài vậy? Mới đi chơi với Mạnh về phải không? Đó là chuyện của tôi, có liên quan tới bà đâu. Sao bà cứ cấm tôi hoài vậy? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gặp thằng cha đó nữa. Tại sao em không nghe lời chị vậy hả? Trời ơi, sao bà quan tâm chuyện của tôi dữ vậy? Tôi đi gặp anh Mạnh đó thì sao? Tại sao vậy? Chị đã dặn em rồi, không được gặp thằng cha đó. Mà sao em cứ cãi lời chị vậy? À, hay là bà mê Mạnh của tôi? Bà tính dục bộ của tôi hả? Nè, mày sao? Nè, sao? Sao? Lì ha. Mày lì quá rồi Thọ ơi, tao không có ngờ như vậy đó Thọ ha. Tao đã cắn không cho qua lại với cái thằng đó rồi mà vẫn đi gặp cái thằng đó. Con coi ba không ra cái đám ôn gì hết trơn nghe Thọ ha. Mày chưa có thấy quan tài nữa, mày chưa có đổ lệ. Ba, không phải ba, con đi ra ngoài con mua dầu gió, con cạo gió cho bà nội. Đừng có chối ha. Tao đứng tao nghe hết trơn rồi. Tôi đi gặp anh Mạnh của tôi đó được không? Ha, trời ơi ba mấy, ơi, cái tội mà cãi lại ba là mấy cây con ba, hả? Con lớn rồi chứ đâu phải con nhỏ, sao ba đòi đánh con hoài vậy? Đúng rồi, nó lớn già đầu rồi, ba đừng có làm vậy kỳ lắm ba ơi. Được rồi, con gái lớn rồi ha. Dạ. Ba không có quyền đánh hả con ha? Không đánh thì không đánh, nhưng mà phạt ha. Cái tội mà cãi lại ba đó ha, là phải rửa tô bán bún với nồi niêu son chảo trong vòng một tháng cho ba. Ơi. Đúng rồi, vậy được đó ba. Ba nghĩ sao vậy? Ba biết con gì ứng với lại nước rửa chén mà. Không có đôi co cãi cọ gì hết đó mày. Bây giờ sao? Muốn ba tăng hình phạt lên gấp đôi đúng không? Hả? Chưa nói cái tội mà chối rồi đó nha. Nghe chưa? Hả? Con Lộc đâu? Dặn con Lộc á là phải giám sát nó rửa tô, rửa chén, rửa nồi niêu son chảo cho ba. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Còn con Toàn nữa. Toàn! Toàn à, ba biểu cái Toàn. Dạ. Quá ba biểu. Dạ. Kể từ giờ phút này con có nhiệm vụ canh chừng chị của con 24/24 cho ba. Nghe chưa? Dạ. Quá trời quá đất nè. Được rồi, từ đây sao ba không có đánh đâu. Phạt thôi. Mày thấy quan tài chưa? Cấm nó mà nó vẫn làm. Cấm nó mà nó vẫn làm mà tức dễ sợ luôn mà. Con nồi. Rửa luôn cái nồi giùm nổi chút đi con. Thêm cái nồi nữa thôi. Nồi, nồi đi đâu vậy? Nồi ơi, con rửa hết cái đống này chắc con chết quá à. Nồi đi chùa, nồi hẹn với bà Sáu rồi, bà chờ nồi nãy giờ. Thôi nồi đi nha con. À, mama, con ráng ở nhà rửa hết cái đống chén bát nồi niêu đi nha. Lát nồi về nồi mua bánh cho con ha. Trời ơi, nồi con đâu phải bé thỏ đâu mà nội mua bánh kẹo về nội phỉnh con. Để lát mua bánh đi cho thưởng. Trời ơi. Đừng có hòng mà nghĩ mình sẽ trốn được nha. Làm việc đi. Chào chị, em mới học về. Tài! Gì em chị? Mới đi học về hả? Đúng rồi. Tài ơi, sao? Chị nghe nói á, em là em út trong nhà nè.
có một lòng rất là bao dung và thương mấy chị trong nhà phải không? Đúng rồi. Chị, em á rất là có lòng thương người, nhưng mà mình thương ai mình phải thương cho đúng, chứ mà mình thương nhiều quá đâm ra là bất lợi lắm, phải không? Giờ thôi cố gắng rửa hết đi ha. Rồi mất công ba thấy ba chửi á, đi ha. Ba xuống kìa. Trời ơi. Không giúp thôi biết mày. Biết trời mẹ. Ơi, không giúp rồi thôi, mày đặt hù tao. Tao nói cho mày biết nha, trong cái gia đình này á, không có ai sợ ba. Tao rửa nguyên đống chén này á, chẳng qua tao muốn cái nhà này yên ổn thôi. Ý, ba xuống thiệt kìa. Trời, trời, trời ơi, trời ơi. Của nã của tôi, trời ơi, cái chén. Cái chén này là cái chén nó làm ra tiền cho ba. Mày lỡ nở lòng nào mày đập cái chén cơm của tao. Ba trời ơi, là trời. Ba ơi, từ nãy á con nó giỡn thôi chứ không có ý gì hết ba ơi. Ba... Mày giết tao đi. Thà mày lóc thịt tao đi, mày đừng đập đổ nồi cơm của tao. Ha. Ha. Trời đất ơi, giằng mặt ba đó hả con? Hả? Được rồi, vậy thì con hãy chờ ba giằng mặt con lại nè. Bể hai cái chén 2 tuần. Tội nói xấu ba mình 2 tuần. Tổng cộng là 4 tuần. Rửa chén đúng 1 tháng. Ba ơi, con xin lỗi ba. Ba bốn việc á. Làm việc đi. Rửa chén đi. Đập đổ nồi cơm của tao. Ngoan quá ha. Chén người ta bán, người ta bán, người ta lấy tiền nuôi mày ha, mà mày đập. Lúc nãy gì? Làm gì? Có những khi buồn em ngồi ngẩn ngơ, cha đến bên em ủi an từng giờ. Con gái yêu ơi đừng buồn con hỡi, vì cả cuộc đời của con mà thôi. Cô gái dịu dàng áo dài duyên dáng, mái tóc em thơm hương lúa chiên vàng. Câu hát nên thơ ngọt ngào thương nhớ, khi biết yêu rồi thường hay mộng mơ. Ngu lòng công chúa yêu mọi người, ngu lòng công chúa yêu cuộc đời, ngu lòng công chúa như ngàn đóa hoa rực rỡ. Ngu lòng công chúa luôn rạng ngời, ngu lòng công chúa xinh tuyệt vời, ngu lòng công chúa yêu mẹ cha nhất trên đời.